Xin chào các bạn, đây là bộ lưu điện UPS 40kVA Tolita 3340. Đấy, cùng hiểu xem là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối và vận hành con UPS này nhé. Vâng, đầu tiên chúng ta nhìn ở đằng sau của UPS này, các cầu đấu của UPS đây. Đây là khe cắm thông minh này, cắm các cái cạc giao tiếp này. Đây là khe cắm cái cạc song song này. À, đây là cái nút khởi động nguội này, cổng DS232, 485 USB, từ khẩn cấp, cái drive contact này. Đây là cái bypass bảo trì, khi nào mà sự cố thì mình bật cái lên thôi, thường là không bật. Đây là cái add bypass này, là input này, cắt output đầu ra này. Đây, phía dưới đây là cầu đấu này, mình đang test thử nhé. Cầu đấu thì ở đây là hàng dưới cùng là có cầu đấu đầu vào, pha 1, pha 2, pha 3, trung tính, điện, đều ra có 3 pha, pha 1, pha 2, pha 3, trung tính. Đây là cầu đấu ắc quy, dương, trung tính và âm. Cái dòng USB này thì có thể set được là cộng trừ 16 đến 20 bình ắc quy. Bây giờ mình sẽ bật USB lên nhá. Vâng, bây giờ mình sẽ bật được cái app input của USB lên, app bypass của USB lên và cả ắc quy đằng sau nữa. Ở đây mình sẽ thử cho các bạn, thứ nhất là khởi động nguội nhá. Là con này là có ắc quy rồi này và không có đầu vào cả, một con nguội nhá và không có gì cả. Một con là mình không có đấu đầu vào, không có điện lưới, để các bạn thử xem khởi động nguội như nào. Một con là mình có điện lưới, mình để thử các bạn xem là khởi động bình thường như này, được không? Bây giờ khởi động nguội trước nhá. Các bạn sẽ ấn cái nút Cold Start này, giữ nó một lúc. Rồi, ok. Giờ mình sẽ quay ra mặt trước. Bây giờ mặt trước của UPS có sẽ phần có chữ Cold Start, bấm vào đây. Nó sẽ hỏi là mình có khởi động UPS không. Bấm ok. Đấy. Đây, quay là 40kVA nhá. Ở đây có cái mật khẩu để vào. Nhấn nút khóa này. Để mình đến khẩu mật khẩu để vào nhé. Ok, mình nhập mật khẩu xong rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra và test UPS này nhé. Đầu tiên là mình sẽ có cái phần này, mình control này, maintenance này. Rồi, bởi vì con này mình đang chế độ ắc quy nên là sẽ kêu là cảnh báo như này. Tắt đi, mất, tắt cái cảnh báo đi, được chưa? Rồi xem này, màn hình chính này, mình sẽ thấy là con này là toàn phản ứng thôi anh em ạ. Đấy, có bypass này, điện lưới này, rectifier này, inverter này, tải này. Đấy, ngày tháng luôn này, chế độ quy này. Đấy. Thì ở mỗi cái khu vực như này, khi mình bấm vào là sẽ hiển thị ra là cái thông số đó luôn. Bypass này, đấy, điện áp là không có gì cả luôn. Bên điện lưới này, đấy, không có gì này. Ắc quy của mình là được 250V này. Dòng xả là 0.18A. Đầu ra của mình là được 220V. 3 pha luôn đấy. Dòng ra này, tần số ra này, phần trăm tải với phần trăm này, kVA, kW này, hệ số công suất này, là thông tin khác là nhiệt độ bên trong máy. Đây, thời gian chạy iPad, thời gian chạy inverter, thời gian xả cuối cùng này, thời gian của ắc quy này, thông tin của UPS, serial number này, số điện thoại của support này, công ty này, website. Đấy, bấm vào nó ra thôi, trên lên xuống là sẽ ra các menu khác nhau. Đấy, thông số chung của cái UPS như vậy. System này, alarm cảnh báo, cái này mình đang chưa có đồ vào, là bypass đấy cũng không có. Control là điều khiển này, là on off hệ thống này, chuyển sang bypass này, bảo trì này là mình tắt âm thanh cảnh báo đi này, xóa lịch sử, xóa các cái lỗi đi với nhau nhé. Xoay màn hình đi nữa này, cài đặt này, người cài đặt ngôn ngữ của nó, ngày tháng, cài độ sáng, cài đặt cái cổng kết nối. Đấy, nhìn nó rất là hay đúng không ạ? Rồi, là xong cái phần khởi động nguội của UPS nhé. Bây giờ mình sẽ sang phần khởi động bình thường. Ok, bây giờ mình sẽ tắt tập đi nhé. Mình sẽ control maintenance, tắt âm thanh cảnh báo đi, ok chưa? Đấy, là xong rồi. Là mình khởi động được lên rồi. Đã đầu ra nữa là sẽ có ra tạo cái bài cho mình thôi. Đấy. Cái làm rất là nhanh đúng không ạ? Con này rất là hiện đại, là mình không cần làm gì cả, bật mới áp đầu vào đầu ra thôi là tự động chạy. Đấy, rất là hay. Đây, nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì khi mà vận hành UPS này thì liên hệ mình hỗ trợ nhé. Nếu bạn cần tư vấn gì thêm, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc truy cập trang web ở bên dưới video. Cảm ơn bạn đã xem hết video của chúng tôi. Bạn có thể xem thêm video ở bên phải hoặc bên trái màn hình. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận được video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!